tình hình bên nhà cháu thế nào? Mấy lần bác định sang nhà nhưng sợ bố cháu ngại nên đành thôi. Cũng ổn rồi bác ạ. Cháu với cả chị Yến mở lại cửa hàng, bố cháu đồng ý rồi. Thế thì tốt quá. Cũng may có hai đứa ở bên cạnh bố lúc này đấy. Qua chuyện này cháu cũng vỡ ra được nhiều điều. Điều gì? Ví dụ như không có gì ăn thì mới chết, còn không có nhà ở thì vẫn sống tốt ạ. Với cả làm lại từ đầu cũng không khó lắm. Quá giỏi. Cứ thế phát huy thôi. Dạ. À bác ơi, cô Linh bị đuổi khỏi trường thật à? Sao cô Linh đen thế nhở? Yêu phải thằng đê tiện, nó dám lấy ảnh nóng ra để uy hiếp, đúng là thằng hèn. Sao cháu biết? Cô Linh kể cho cháu ạ. Mà bác không biết đâu, cháu với cả cô Linh chơi hơi bị thân đấy. Hôm cô Linh đi khỏi trường, cô gọi cháu đến đón mà. Thế cháu có biết cô Linh đang ở đâu không? Cho bác địa chỉ, nhanh.